Năm 2012 khi mới về nước, Mạc Hồng Quân gây sự chú ý lớn với nhiều người bởi vẻ điển trai và lãng tử. Bên cạnh đó, màn trình diễn của anh trong màu áo đội tuyển đã khiến nhiều trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp. Mạc Hồng Quân được mệnh danh là cầu thủ đào hoa nhất nhì showbiz Việt. Dù trở lại Việt Nam không lâu, nhưng Mạc Hồng Quân đã có bề dày tình sử khá hoành tráng. Nếu gọi Mạc Hồng Quân là sát thủ tình trường, quả không quá chút nào. Mạc Hồng Quân và Lê Hà quen nhau trong một buổi chụp hình cho tạp chí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lần đầu gặp mặt, cô người mẫu của công ty Venus đã ấn tượng với vẻ đẹp trai của chàng tiền đạo Việt Kiều. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Mạc Hồng Quân, cô đã bỏ qua định kiến của bản thân và nhanh chóng bị anh hạ gục. Mạc Hồng Quân cũng lần đầu tiên công khai thừa nhận quan hệ tình cảm với Lê Hà trên báo chí. Khi Mạc Hồng Quân chuyển vào thi đấu cho An Giang, những tưởng sẽ chấp cánh thêm cho tình yêu với cô người mẫu Sài Thành, thì cặp đôi này bất ngờ rạn nứt tình cảm. Cả hai chia tay trong âm thầm khi không còn thấy những hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân của mỗi người. Sau thời gian chia tay, Lê Hà cũng bóng gió trách móc Mạc Hồng Quân khi tình yêu tan vỡ. Sau khi chia tay người mẫu 9X Lê Hà, Mạc Hồng Quân nhanh chóng bén duyên cùng với Nancy Nguyễn, một cô người mẫu đang phát triển sự nghiệp tại Sài Gòn. Được biết hai người quen nhau trong một buổi họp mặt bạn bè, cả hai có tình cảm ngay từ lần gặp đầu tiên và nhanh chóng phát triển tình cảm cùng nhau. Trên trang cá nhân của Mạc Hồng Quân thường xuyên đăng tải những hình ảnh chụp cùng Nancy Nguyễn, thậm chí hai người còn tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn ở biển. Mạc Hồng Quân dành cho Nancy Nguyễn những điều bất ngờ trong suốt cả chuyến đi, những hình ảnh như trong phim Hàn được Mạc Hồng Quân chia sẻ trên Instagram khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau một thời gian, hình ảnh tình cảm trên trang cá nhân đều được Mạc Hồng Quân xóa bỏ. Có thể chàng tiền đạo sợ vướng phải những lùm xùm yêu đương và muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhưng nhìn vào những bức ảnh lãng mạn kia, chắc hẳn không ai tin mối quan hệ chỉ là bạn bè thân thiết như Mạc Hồng Quân đã chia sẻ. Mối tình lãng mạn nhưng khá ngắn ngủi cùng với Nancy Nguyễn kết thúc, người ta nhanh chóng thấy một bóng hồng khác bên cạnh Mạc Hồng Quân. Chàng tiền đạo điển trai này bắt đầu đăng tải những hình ảnh tình cảm cùng với Chan Cherry từ ngày 7 tháng 9, trước khi anh lên đường tham dự Asia tại Hàn Quốc. Sau đó, danh tính của bạn gái mới dần được tiết lộ khi Mạc Hồng Quân công khai hẹn hò cùng với Chan Cherry trên trang cá nhân. Thậm chí anh còn đổi trạng thái sang đã kết hôn trên Facebook. Được biết, Chan Cherry là một hot girl đến từ Đà Nẵng, cô theo học ngành thanh nhạc ở Hà Nội và cũng tham gia làm người mẫu ảnh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm này cũng chia tay trong âm thầm mà không ai biết. Sau khi đường ai nấy đi, Mạc Hồng Quân cũng xóa bỏ những hình ảnh thời còn mặn nồng cùng với Chan Cherry trên trang cá nhân của mình. Nghi án tình cảm giữa Mạc Hồng Quân và hot girl Hà Thành Likute đã dấy lên khi người ta bắt gặp nhân vật chính tay trong tay tình cảm. Sau khi những bằng chứng mập mờ trên Facebook cá nhân của cả hai được các fan khui ra, có vẻ như Mạc Hồng Quân và Likute đều đã công khai tình cảm của mình. Sau khi Mạc Hồng Quân lên đường sang Singapore tham dự SEA Games, Likute cũng bay sang để cổ vũ cho người yêu. Cả hai đã tranh thủ cùng nhau thăm thú Singapore cùng đội tuyển U23 của Mạc Hồng Quân. Không còn giấu giếm, Mạc Hồng Quân cũng công khai tình cảm với hot girl Likute bằng những bức ảnh trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, chỉ đến tháng 10 năm 2015, cặp đôi này tuyên bố chia tay vì không cùng quan điểm sống. Nguyên nhân chính dẫn đến việc tan vỡ là do bị rào cản, ngăn cấm từ phía gia đình của tuyển thủ Mạc Hồng Quân. Do vấp phải sự phản đối cũng như áp lực mạnh mẽ từ gia đình, chàng cầu thủ Việt Kiều đã quyết định quay lưng với chuyện tình đang thời mặn nồng. Ngoài ra, thời điểm hai người chia tay, Khánh Ly đã mang trong mình giọt máu của Mạc Hồng Quân và cả anh cùng gia đình đều đã biết điều đó. Đây là nguyên nhân khiến cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn, không thể giải quyết và dẫn đến việc đường ai nấy đi. Tiền đạo sinh năm 1992 chia sẻ, dù không đi đến hôn nhân, anh vẫn sẽ chịu mọi trách nhiệm với đứa con của mình. Khi chuyện giữa Mạc Hồng Quân và Likute chưa dừng lại, thì anh đã công khai tình cảm với người mẫu Kỳ Hân khiến dư luận quay lưng với cặp đôi này. Trong sự việc Mạc Hồng Quân và tình cũ, Kỳ Hân đã góp công không ít lần trong việc nhắc khéo đến Likute và sau đó đã phủ nhận. Sau khi bạn trai nhận được hàng tấn gạch đá, sau khi lên báo và vạch trần con người thật của Likute, thì Kỳ Hân bắt đầu với chiến lược tung tin đồn kết hôn. Mạc Hồng Quân đã lên tiếng phủ nhận,
Dường như sau những đợt hứng chịu búa rìu từ dư luận, Mạc Hồng Quân đã muốn cải tạo quy chính, trong khi cô bạn gái Kỳ Hân thì chưa muốn dừng lại. Mạc Hồng Quân có lẽ trong một phút nào đó đã tỉnh táo trở lại và nhìn nhận hoàn cảnh thực tế của mình. Anh đã từng có thể có một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và mạnh mẽ như Mikute, cùng một cậu con trai kháo khỉnh, đáng yêu như bé khoai tây. Nhưng hiện tại, cái anh đang sở hữu là một scandal tình cảm có nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Những lời chỉ trích thậm tệ từ công chúng và một cô bạn gái nghiện chiêu trò. Với cái đầu của một người trưởng thành, Mạc Hồng Quân phải nhận ra điều gì là tốt với mình, dù là có hơi muộn. Sau nhiều lần úp mở về đám cưới, mới đây Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã công khai hình ảnh hậu trường nhắn nhít của buổi chụp hình cưới vào ngày 6 tháng 7. Được biết, đám hỏi sẽ diễn ra tại quê nhà Sóc Trăng của cô dâu vào tháng 6 này. Sau đó, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân sẽ có một buổi tiệc cưới với sự góp mặt của bạn bè tại thành phố Hồ Chí Minh.